Mua ARK nạp game giá rẻ nhất tại shoptng.vn, shop dịch vụ của Tràm Game. Hai, chào tất cả anh em. Rõ ràng ở phiên bản ưu tiên đi rừng là sát thủ, xạ thủ đi rừng, thì việc những con bài đấu sĩ sơ đường, hòa tanker châu bò luôn chiếm được vị trí quan trọng, sẵn sàng được ưu tiên cho trận đấu. Không chỉ có độ chống chịu ổn mà còn là vị tướng sơ thương không thể xem thường, công thủ toàn diện giúp anh em dễ dàng rao đanh. Trong clip này nói về các vị tướng 18.800 tá vàng phần 3, em nói về các vị tướng sơ đường là đấu sĩ hoặc là tanker cho cả đội. Nên nhớ, một đội toàn sát thủ hay là mớ giấy rất nguy hiểm, bởi nếu bạn xanh, bạn gánh, nhưng bạn có lường trước được việc bị thọt, bị ép và mất thế trận chưa? Vậy nên, một đội hình cần toàn diện cả công và thủ để có thể đeo đanh hiệu quả tại chiến trường 10-10 này. Thứ nhất, Florentino, tay kiếm hào hoa Freno có vai trò là đấu sĩ kiêm sát thủ. Nếu như gặp Freno ở vị trí đường đơn, thực sự rất khó chơi cho vị tướng đấu sĩ hay là sát thủ khác. Tất nhiên là không khó như lúc hắn ta mới ra mắt, vì tại bị giảm sức mạnh đi khá nhiều rồi. Freno hiện tại không thể lên full sát thương được mà nên lên semi, giúp ra vào giao tranh hiệu quả hơn. Là vị tướng có nhiều kỹ năng cơ động, Freno có thể tự do di chuyển linh hoạt giao tranh với ác pha múa kiếm ảo diệu kết hợp với kiếm bộ, đẩy đường và gank hoàn toàn hiệu quả nhé. Kết hợp thêm cái hiệu ứng làm chậm, khống chế và giảm bất thương từ đòn đánh của đối thủ khiến cho Freno xuất sắc cho pha giao tranh tổng. 18.800 tá vàng cho Freno cần một khoảng thời gian tập luyện nhưng hiệu quả thì không tồi. Mong rằng Freno sẽ là một sự lựa chọn ổn cho anh em ưa thích đấu sĩ kiêm sát thủ. Lưu ý khi chơi, luôn chú ý đến lượng nội năng của bạn đang có để cân nhắc có nên ra vào giao tranh hay không. Khi tung combo cấu rỉa nội tại chiều 1 và 2 thì nhớ kết hợp nội tại bay vào bồi thêm một lần chiều 2, sau đó mới nhặt bông hoa tiếp theo và liên tục như vậy để tối đa sát thương và khả năng hồi chiều 1 hiệu quả cho combo liên tiếp. Freno khá với các vị tướng sử dụng nội năng khác, tại vì vị tướng này có thể hồi lập tức khi nhặt các pha hoa ở chiều 1 và chiều cuối hiệu quả. Khi đi đường cần chú ý, trước khi cấu rỉa cần quan tâm chiều 1 có trúng hay không. Nếu xịt chiêu không trúng thì nhất định phải lùi về, hạn chế giao tranh. Khi ra danh tổng cần quan tâm đến chiêu cuối của bạn có trúng được địch hay không. Đôi lúc không nhất thiết chiêu cuối phải trúng vào chủ lực, bạn hiểu ý em nói chứ? Bởi chiêu cuối trúng tướng địch thì bị giảm giáp, còn tướng không trúng thì không thể khống chế bạn, trừ Alistar, Arum, Badum. Ngoài ra còn giảm đi 50% lượng sát thương phải chịu, khó lòng bị sốc bởi lượng hồi máu kinh dị từ chiêu cuối này. Mấu chốt đây là nên tức phải trúng để có hoa, nhặt để có nội tại và nội năng mà bay nhảy nhé. Vị trí đi sơ đường tà thần, cầm tốc biến hoặc là đi rừng nếu mắc chiêu 2 và cài máu thấp nhất. Thứ hai, Vedette. Cô nàng đang nhận được sự yêu thích của người chơi từ đấu hạng cho đến nước giải. Vedette đi đường đơn và nổi trội ở khả năng cấu rỉa và làm choáng đối thủ liên tục trong thời gian ngắn. Việc chịu choáng kèm sát thương chắc chắn đối thủ sẽ bốc hơi nhanh chóng, luôn sẵn sàng cho tình huống giao tranh liên tục ở đầu game mà không phải ngán ai. Đây là một trong số các vị tướng hiếm có khả năng khỏe cả trận. Với 18.800 tá vàng, anh em nên thử nhé. Bộ kỹ năng hồi máu và cấu rỉa liên tục, Vedette khả năng đè đường và áp đảo đối phương bằng rất nhiều khống chế và sát thương diện rộng. Vedette sẽ đem lại sự khó chịu không hề nhỏ cho kẻ giáng đối đầu cô nàng này. Đây là vị tướng đấu sĩ kiêm sát thủ. Nếu bạn có kỹ năng định hướng tốt, sẽ choáng nhiều đối thủ và liên tục. Vì vậy, bạn cần luyện tập nhiều hơn để thành thạo, sau đó mới mang vào trận đấu đánh nhé. Về cách chơi, đây là vị tướng sở hữu quá nhiều kỹ năng làm choáng, đặc biệt là khả năng búp cường hóa tấn công, tăng tốc độ tấn công, xuyên giáp cực thấm, kết hợp với khả năng hồi máu khi tấn công tướng địch. Thì chả cần phải chăm chút quá nhiều trang bị sát thương ở Vedette. Cô nàng này đã dư giả sát thương để có thể tiến đối thủ lên bảng điểm số rồi. Nên chúng ta thường có hai cách lên đồ cho Vedette. Một là lên toàn bộ trang bị chống chịu và kèm 1-2 trang bị công. Và lối thứ hai đó chính là 3 đồ sát thương và 2 đồ thủ kèm 1 giày, khá ổn cho vị tướng này. Với đề tài huyết xích của mình, Vedette có khả năng chơi cấu rỉa vô cùng khó chịu. Chiêu một song xích hơi khó sử dụng và cần có độ chính xác cao để có thể làm choáng đơn mục tiêu. Một điểm hay của Vedette đó chính là nếu bạn tung trượt toàn bộ chiêu 1 và chiêu 2 thì khả năng gây lượng sát thương của bạn thực sự không quá cao nếu bạn không đánh được thường thêm. Chiêu cuối đoạt miếng xích của Vedette cực kỳ bá đạo với vô vàn lượng sát thương cộng một búp cộng thêm nhà sát thương này, tốc đánh, phần trăm giáp và cả khả năng hồi phục. Nên khi sơ tay đôi hoàn toàn có thể sử dụng để búp chứ không cần nhất thiết phải để dành để kết thúc mục tiêu đâu nhé. Vị trí sơ đường tà thần cầm tốc biến và tốc hành đầu game nâng 2, sau đó mắc 1 cài gần nhất. Đương nhiên Vedette có lối nâng chiêu rất đa dạng nên nếu anh em thích và tự tin về khả năng khống chế của mình thì mắc 2 hoặc là cân bằng chiêu là không hề tệ nhé. Thứ ba, Arum. Arum là một trong vị tướng đa năng, bạn vừa có thể lựa chọn vị trí sâu đường hay là hỗ trợ bảo kê đồng đội. Arum là một quái vật thực sự trong vai trò bảo kê. Vị tướng này giúp cản phá pha cướp rừng của đối thủ ngay từ cấp độ đầu. Khi đối thủ càng đông thì Arum càng trâu, cô nàng này hút máu càng kinh khủng và khủng khiếp hơn. Nếu đối thủ di chuyển cướp mà không đủ sát thương thì Arum một mình có thể cân tất cả. Thuốc sổng của Arum rất mạnh trong khoảng khép góc đối thủ, vì lượt thứ 3 làm choáng hay lượt còn lại là làm chậm. Đối thủ nào mới bắt được đội của Arum thì phải đợi chiêu cuối thu khốn sử dụng xong thì mới có thể bay vào, nếu không sẽ bị chụp đầu ngay lập tức. Arum là kiểu trợ thủ liên quân lấy lại thế đầu game và giúp dọn lính nhanh.
về cách chơi. Khả năng gây sát thương của Aru phụ thuộc rất nhiều vào linh thú, nên lúc nào cũng phải triệu hồi đủ 3 linh thú để có thể gây lượng sát thương tối đa nhất nhé. Hãy sử dụng chiêu 2 thú sổng kia đầy đủ 3 linh thú xung quanh để tối đa khả năng khống chế. Nhưng lưu ý rằng, không còn chiêu cuối và trong tranh tổng đối thủ còn đông thì không nên thả chiêu 2 ra, nếu không bạn nhanh chóng bị sốc chết bởi không thể kịp gọi linh thú ở chiêu 1 đâu nhé. Với việc một vị tướng cần áp sát mới có thể gây lượng sát thương tối đa, anh em nên đầu tư nhiều vào trang bị thủ máu cao nhé, để Adum không phải là kẻ nằm xuống quá sớm trong tranh hoặc trong tình huống băng trụ bắt tướng địch. Khi máu bạn dưới 50%, nhanh chóng bị hồi phục, bởi tầm ở đó rất khó để sống sót hay là vận dụng chiêu cuối, vị trí solo đường hoặc là đi trợ thủ cầm tốc biến nâng mắc 1 và cài máu thấp nhất. Thứ tư, Rosie. Ở các phiên bản trước, dù bị giảm một chút sức mạnh ở nội tại, thế nhưng Rosie được tăng khá nhiều sức mạnh ở chiêu 2 và chiêu cuối, nên xét về tổng thể, Rosie được buff khá tốt. Và ở phiên bản hiện tại, Rosie là một trong bài gây khó chịu và ức chế nhất ở tại đường tà thần. Vậy nên, nếu đối thủ không phải là các vị tướng khả năng đơn đấu quá mạnh như là Freno, Vedas chẳng hạn, thì Rosie hoàn toàn có thể sống khỏe ở giai đoạn đầu trận. Tuy nhiên, điểm mạnh của Rosie không phải là giao tranh mà là khả năng cướp rừng, phá rừng một mình, làm thọt rừng tiếp địch, giúp trận đấu dễ dàng hơn. Là một vị tướng tanker theo dạng cù nhây, Rosie rất có lợi cho danh kéo dài, cũng như bắt chết một chủ lực của đối thủ nhờ chiêu cuối keo lửa. Hầu hết trong pha giao tranh, bạn sẽ là người đi đầu, sử dụng chiêu 2 để gia tăng khoảng cách, tiếp cận đối thủ, chói một mục tiêu đưa về cho đồng đội xử lý. Với cách chơi, vận dụng nội tại, bạn đang đánh lên mục tiêu để có thể hồi năng lượng vừa tiêu hao. Khi có bùa xanh, Rosie ở trạng thái mạnh nhất và không sợ tiêu tốn năng lượng khi sử dụng các chiêu thức. Nhờ ba lô lửa mà bạn hoàn toàn có thể đóng vai trò tiên phong của cả đội. Xác định mục tiêu quan trọng nhất đội hình đó chính là xạ thủ và pháp sư, dùng combo tiếp cận và dứt điểm bọn chúng. Chịu khó nấp bụi, chỉ cần địch vào rừng là dùng combo dứt điểm ngay lập tức, đặc biệt là cho bụi như là bùa xanh và bùa đỏ. Khi dùng chiêu 2 tăng tốc vào tiên địch, không nhất thiết phải dùng chiêu 1 trước, bởi bạn nên nhớ, khi bạn dùng chiêu cuối chống địch thì lập tức hồi ngay chiêu 1 và 2, nên việc kéo chúng sau đó lập tức kích hoạt chiêu 1 để gây thương và hồi phục trong vài giây, đồng thời kích hoạt chiêu 2 để tăng tốc độ lôi tướng địch về với đồng đội. Vị trí số lượng tà thần cầm tốc hành nâng mắt chiêu 1 và cài máu thứ nhất. Thứ năm, Crack. Với những anh em nào đã dày dặn kinh nghiệm trong Liên Quân, chắc hẳn cái tên Crack không còn lạ gì. Chiến binh thủy quái Crack là một trong vị tướng rất nhiều game thủ ưa chuộng bởi khả năng càn lướt và độ trâu bò khó ai sánh bằng. Xuất trận với hình ảnh là một chiến binh thủy quái nhỏ bé, nhưng với bộ kỹ năng đặc biệt của mình, Crack có thể hóa thành một thủy thần thực thụ với sức mạnh đáng sợ, mang cho mình ba kỹ năng khống chế, hất văng, đẩy lùi và làm chậm tướng địch. Crack là vị tướng tanker thường thấy trong trận đấu rank cao. Anh em nào chưa có thì xám đi nha, dễ chơi, dễ trúng thưởng. Về cách chơi, Crack có thể chơi ở vị trí được chơi là tanker hoặc là trợ thủ, nhưng tốt hơn hết hãy chơi ở hỗ trợ và semi support thôi nhé. Crack khi hóa thủy thần rất có lợi cho tranh, đặc biệt là trong giai đoạn hỗn loạn và sử dụng để phá đội hình đối phương. Crack có thể bảo kê nhưng không quá hiệu quả. Tuy nhiên, khả năng công thủ trụ của Crack là rất mạnh. Vị trí trợ thủ cầm trừng trị hoặc là hồi máu nâng mắc 1 nếu bạn muốn gây một chút sát thương, hoặc là mắc 2 thì để bảo kê và cài đặt gần nhất. Trên đây năm vị tướng đấu sĩ và tanker có thể sâu đường và đi trợ thủ tối ưu 3 lựa chọn cuối. Ở phiên bản hiện tại, khi sát thủ và xạ thủ phân chia thiên hạ thì việc đường tà thần và trợ thủ cần có con bài ổn trong tranh hay là mạnh trong bảo kê là điều hết sức cần thiết trong một trận đấu. Hãy hy sinh bản thân và tin tưởng đồng đội để có chiến thắng trong tầm tay. Nếu thấy hay, anh em chớ quên bỏ lại một like và đăng ký kênh nhé. Vậy là khép lại series 18.800 đá vàng này rồi. Anh em có thắc mắc gì bình luận ngay. Em sẽ để link ở phần 1 và phần 2 18.800 đá vàng ở mô tả cho anh em nhé. Bạn nào chưa xem có thể coi lại ngay lập tức. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong clip lần sau.
Để ủng hộ Ad, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.